ra nè. Cô Trường không có phá ngoài làm việc nha không? Cô Trường ngoan, ra ngoài chơi kẹo nha. Chào ngày thứ tư trong tuần. Đây là cái tuần cuối cùng của năm 2022. Chúng ta sắp bước vào một năm mới. Thì Carrie đang làm cắt hoa mai phụ ba để mà trang trí cho hội chợ Tết sắp tới. Thấy phú chùa không? Đó, dễ thương nghe chưa? Rồi hôm nay á, chị ba cho làm cái này chị thấy dễ hơn cái kia. Thì cái này mình chỉ cầm như thế này nè các bạn. Đó, là nó nóng, các bạn thấy nó bốc khói á. Thì mình chỉ cần đi theo cái viền. Kelly đang làm cái này mà Kelly nôn tới Tết quá các bạn. Tết năm nay chúng ta được gặp gỡ nhau rồi, cho nên rất là nôn. Và khi làm những cái này các bạn cảm thấy nhớ Việt Nam lắm. Kelly thì lớn quá, lên ở Canada từ nhỏ mà về Việt Nam là đã thương cái văn hóa, thương đồng bào của mình rồi. Tại vì Việt Nam chúng ta rất là dễ thương. Người Việt Nam của chúng ta rất là hiền hòa và giỏi. Cho nên khi đi về Việt Nam thì Kelly gặp gỡ những đồng bào, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa, những trẻ em, thì mình đã tìm được cái cội nguồn của mình sau khi đã rời xa quê hương mấy chục năm. Nên khi mà làm những ngày á, mình rất nhớ Việt Nam. Và năm nay Kelly được hưởng hai Tết luôn, Tết ở Việt Nam. Tại vì sau khi làm hội chợ Tết xong rồi thì Kelly sẽ về Việt Nam đi mission trip. Lần này rất là vui là có chị Kiều và chị Oanh đi cùng, và nhiều chị nữa ở bên Úc cũng có và bên Mỹ cũng có, sẽ hẹn gặp nhau ở Việt Nam để đi mission trip chung. Cho nên năm nay Kelly được hưởng Tết ở bên Canada, mừng Tết ở bên Canada với cộng đồng chúng ta, và sau đó là sẽ được mừng Tết với những trẻ em ở trên vùng sâu vùng xa. Năm nay thì Kelly sẽ được ăn Tết chung với các con ở trên miền núi. Cho nên vui lắm các bạn. Và rất nôn. Đã sắp Tết rồi. Thì hiện giờ Kelly đang cắt những cái hoa mai này nè. Lần này ba cho cái kiểu cắt này thì nó
nó lẹ hơn. Đáng lẽ là ba có thể làm thêm một cái máy cắt cái này nữa, nhưng mà ba đang bị bệnh á, cho nên ba không có ra ngoài vườn để mà hàn điện rồi làm cái máy cắt được. Cho nên cũng may là có cái này có thể dùng cắt. Hôm nay thì cố gắng cắt sạch cho xong mấy cái này các bạn, để ngày mai cho các thiện nguyện viên họ sơn á. Và niềm vui một cái là những thiện nguyện viên mà phụ giúp cái này là những người nước ngoài, cho nên khi mà mình làm cái này á, mình kêu gọi các thiện nguyện viên thì không phải chỉ riêng các bạn ở trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà các bạn trong những cộng đồng sắc tộc khác, họ thấy mình làm chương trình họ cũng thấy vui, cho nên họ cũng đăng ký tham gia. Cho nên khi mà mình nhờ họ chỉ họ làm những cái này nè các bạn, họ cũng được học hỏi về văn hóa Việt Nam, họ cũng biết làm hoa mai như thế nào. Cho nên khi mà cộng đồng có những cái sinh hoạt này á, mọi người đến với nhau để mà cùng dựng nên một cái chương trình, thì nó tạo một cái tình đoàn kết, tình yêu thương với mọi người với nhau các bạn. Và những chương trình của Better Future for Kids Outside Canada muốn mang văn hóa Việt Nam đến với những người sắc tộc khác ở thành phố Toronto này. Cho nên khi mà người ta tìm hiểu về văn hóa Việt Nam mình, người ta tham gia để mà làm những chương trình này thì mình cảm thấy vui lắm các bạn. Mình tự hào, mình chia sẻ văn hóa của mình đến cho những người nước ngoài. Kelly thương văn hóa Việt Nam cũng giống như cách cha mẹ thương con vậy. Mình muốn chia sẻ những cái đẹp của cộng đồng mình, những cái hay của văn hóa mình cho những người nước ngoài họ biết. Cái đẹp kia chưa? Đây, cắt xong cái hoa mai đó. Rồi sau đó mình sẽ sơn lên thì sẽ có nhiều hoa mai đẹp lắm các bạn. Các bạn thấy nó bự chà bá không? Đó, cho nên rất là nổi, sẽ làm nguyên cái vườn hoa mai để cho mọi người chụp hình, và giúp cho những người nào mà nhớ quê nhà sẽ có được một cái mùa Tết vui xuân ở Toronto. Nhiều lúc đó, mình buồn, mình nhớ nhà, mình không có động lực để mình làm gì hết các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, mình hãy đem những cái lòng nhớ nhung đó để mình cùng đến với nhau để mà làm chương trình thật dễ thương. Thì chúng ta mừng vui xuân. Khi mà chúng ta không có được cái gì chúng ta mong muốn thì chúng ta gắng quý hay là làm những gì chúng ta có thể. Rồi đây nè, xong một cái hoa mai nữa. Thì bây giờ muốn làm tầm khoảng 120 cái hoa mai này. Và sau khi mà làm xong cho chương trình đó, là chương trình của hội chợ Tết, là trước Tết Việt Nam một tuần. Cho nên sau khi mà làm xong những cái trang trí này sẽ bán để gây quỹ. Và những cái số tiền gây quỹ đó sẽ giúp cho những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa trên chuyến đi về Việt Nam thiện nguyện năm nay của hội Better Future for Kids. Cho nên những cái này khi mà làm xong sẽ rất là đẹp. Và các anh chị nào muốn mua ủng hộ để mà giúp gây quỹ cho những trẻ em ở Việt Nam mùa Tết này có một chút quà mừng Tết, thì có thể liên lạc với ban tổ chức hoặc Kelly ha. Thì những cái đồ mà làm cho hội chợ Tết này đẹp lắm các bạn. Cây hoa mai nè, những cái hình của con mèo, rồi tại năm nay là năm con mèo, cho nên có nhiều trang trí đẹp và
chương trình sẽ bán lại để cho quý anh chị có thể vui Tết tuần kế tiếp. Tại vì Tết năm nay là ngày 22 tháng 1, và chương trình hội chợ Tết Taste of Sea là ngày 13, 14, 15 tháng 1, trước một tuần. Cho nên các anh chị có thể mua những cái đồ. Cái này là tất cả là handmade, làm bằng tay, làm bằng hết tình yêu thương cho cộng đồng vui xuân, vui Tết năm nay, và cũng gây quỹ cho những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đó, rồi, xong. Quá dễ thương không các bạn? Rồi, bây giờ thì Kelly phải đi làm. Hôm nay chạy show, trong tiệm thì có khách lấy hẹn, cho nên những lúc mà khách không có thì Kelly chạy về nhà làm xong rồi bây giờ phải chạy đi tiếp. Nên nôn quá các bạn. Kelly nói thật với các bạn rằng là năm nay mà Kelly được về thăm các con, Kelly xúc động lắm. Tại vì hơn 2 năm rồi, năm này là năm thứ 3 mà Kelly mới được về Việt Nam đi mission trip thăm các con. Thì Tết năm nay Kelly sẽ ở trên miền núi, sẽ xem. Tại vì mấy năm trước á, Kelly đi trước Tết rồi xong rồi về Sài Gòn, nhưng mà năm nay có thể ở lại ăn Tết chung với các người dân tộc ở trên vùng núi để chia sẻ với họ những cái phong tục của họ. Thì Kelly rất là nôn, và đặc biệt rằng Kelly đã nhận được những cái quần áo donation của quý ân nhân đã cho, như chị Mai hôm qua đã chạy đến đưa cho Kelly, rồi kẹo bánh, rồi anh Hiệp, rồi còn cho thuốc men nữa. Thì Kelly rất là vui và nôn để có thể mang quà về cho các em và đồng bào của chúng ta rất nghèo ở trên vùng núi. Ở ngoài các bạn ở thành phố Toronto như Kelly là ở ngoài đang mùa đông tuyết lạnh, nhưng mà chúng ta còn có nhà ấm, sưởi ấm để chúng ta trú thân. Còn ở vùng núi vùng xa thì cả điện họ cũng không có nữa các bạn, cho nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Và mỗi lần Kelly đi mà Kelly thấy những trẻ em đi chân đất rồi không có quần áo mặc, rồi mũi thì chảy, rồi bị bệnh, rồi những người dân tộc á, họ qua đời rất trẻ vì những cái căn bệnh mà rất là vô duyên, bị cảm, bị ho cũng có thể chết. Trong khi ở đây chúng ta có dư thuốc, dư healthcare đối với những cái bệnh đó rất là dễ chữa trị, nhưng mà Việt Nam họ không có khả năng đó. Cho nên những người đồng bào chúng ta ở Việt Nam còn cần sự giúp đỡ lắm các bạn. Cho nên Tết này nếu mà các bạn nào có về Việt Nam mà biết có coi livestream của Kelly thì các bạn có thể liên lạc và kết nối với Kelly, có thể mời các bạn đi cùng với nhóm chúng ta, có thể đi mang niềm vui và đi thăm những người ở vùng sâu vùng xa, những người dân tộc đồng bào của chúng ta. Họ gặp mình họ vui lắm các bạn. Có những người họ chưa bao giờ thấy những người ở ngoài đến thăm. Cho nên vì thế nhiều lúc mà mình đem vật chất là một chuyện tốt, nhưng mà nhiều lúc mình mang cái tình thương, cái sự hiện diện của mình, cái quan tâm, và mình lặn lội đường xa đi thăm họ, họ quý và họ cảm động lắm. Và đó, mình gieo cho họ một cái niềm hy vọng là có những người trên thế gian này biết đến họ và quan tâm đến họ. Chúng ta cho họ thấy rằng là cái tình người, cái tình đồng bào với nhau. Cho nên hy vọng với cái niềm hy vọng và cái tình thương đó, có thể cho họ một cái ngọn lửa, một cái niềm hy vọng để họ phấn đấu trong những cuộc sống khó khăn mỗi ngày trong cuộc đời của họ. Thì các bạn nào có về dịp Tết này thì có thể liên lạc Kelly, Kelly có thể mời các bạn đi cùng. Còn nếu các bạn đi khác giờ trong năm thì các bạn có thể cho Kelly biết, Kelly sẽ kết nối với các bạn, với các cha, các sơ ở trên những vùng núi. Họ rất cần sự hỗ trợ, và các bạn có thể trực tiếp làm việc với các cha, các sơ, các thầy để mà giúp cho những đồng bào của chúng ta. Thì bây giờ thì Kelly phải đi làm rồi, cho nên chúc cả nhà một ngày an lành nhé. Nếu có các bạn nào có thể có thời gian
đến phụ giúp Sơn rồi giúp cắt hoa mai, thì xin liên lạc với Kelly. Không có sự giúp đỡ nào là nhỏ bé hết, cho nên mỗi người một bàn tay thì chúng ta làm nên một cái niềm vui, một cái hỗ trợ cho mọi người. Chúng ta cùng vui xuân để đem lại sự may mắn, niềm hy vọng, hạnh phúc, để đón chào một năm mới. Rồi, xin chào các bạn nha. Xin hẹn gặp các bạn trong những video khác. Bye bye các bạn.